Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Thì mọi người ơi, suốt 10 ngày nay thì mưa liên tục nha mọi người. Mưa rất là lớn luôn, đám mưa nào cũng lớn hết nha mọi người. Thì chỉ có 2 ngày hôm nay thì tình hình mưa nó ổn lại các bạn. Thì nó đỡ mưa thì có thể nước ở dưới ao của mình nó sẽ trong lại, nó khá hơn chút xíu. Thì sáng sớm này mình cũng lội ra mình thăm xem cái ao của mình á, nước nó như thế nào. Thì các bạn biết á, mưa rất là nhiều thì ốc của mình nó rất là dễ bị chết. Nên thì mình cũng cập nhật theo dõi cái tình hình ốc như thế nào, có bị ảnh hưởng do mưa nhiều không các bạn. Thì sáng sớm này mình lội ra khu vực ao ốc bố mẹ của mình ha. Thì tình hình bữa nay thì trời buổi sáng thấy cũng rất là nhiều mây luôn nè, không biết hôm nay có mưa hay không ha. Các bạn thấy là trời vẫn còn u ám ha, mà hai ngày nay thì mưa ít thôi, mưa rất là nhỏ, không có nhiều như những ngày trước. Những ngày trước thì các bạn thấy là mưa nó ngập hết trơn những cái mương này luôn, tất cả các mương ở đây đều bị ngập mất hay ra không nha mọi người. Thì để mình ra mình xem cái ốc của mẹ của mình hôm nay cái nó có bị ảnh hưởng gì do một tuần qua trời mưa rất là lớn luôn. Mình xin mời tất cả mọi người hãy theo mình ha, ra xem ốc coi có ảnh hưởng gì không nha. Thì đây là cái khu vực mình nuôi ốc của mẹ ở khu vực bên đây. Để mình lội hết cái khu vực mương này cho các bạn xem luôn ha. Rồi thì đã đến cái ao ốc mình nuôi bố mẹ nè mọi người. Thì cũng có nước hôm nay mình thấy nó rất là trong nè mọi người. Ốc này thì tầm khoảng 3 tháng rồi mọi người. Này nó đã trong rồi, mọi người thấy nó rất là trong, đỡ hơn rồi. Tại các bạn mọi người biết đó là mưa rất là nhiều luôn, mưa nhiều thì nước nó tuôn xuống nước rất là đục. Dữ lắm mưa mấy bạn, nước thì nói chung là mình cũng đã có xử lý giải phân phân ure. Mình giải phân nó thì nước nó cũng trong, nó cũng dần đi cái độ vàng đó các bạn, cũng khá là tốt ha. Ốc không ảnh hưởng gì nhiều, cũng có thể giải phân cách đây khoảng 10 ngày. Bốn tuần tuổi đây nè mọi người đó, hôm nay thấy nó lên ăn ăn mít nè mọi người ha. Mọi người thấy không, hôm nay nó bự nè, mưa không ngày cũng không có sao ha. Thì mình cũng không có cho ăn gì hết mọi người, chỉ lâu lâu rồi thỉnh thoảng rồi mình thấy vài miếng mít thôi. Bốn tuần nè, mưa không gà là nước nó ngập quá luôn, nhưng mà ốc thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Nước hôm nay thì nó cũng đã trong lại khá hơn mấy bữa trước rồi mọi người. Thì từ từ nó sẽ trong lại bình thường thôi. Cái điều quan trọng là ốc mình nó không có bị chết là tốt rồi ha. Mọi người thấy nè, lần này mình cũng hạ cái mùng ở đây tầm khoảng 10.000 con ốc loại 4 lần tuổi nha mọi người. Mọi người thấy nó vẫn lên ăn bình thường khỏe ha. Nè, chung vậy thì cũng khá là ổn rồi mọi người. Mình xử lý phân ure cái lúc mà trời mưa tầm tã luôn á. Mọi người thấy nó vẫn lên ăn bình thường. Thì mình áp dụng cái nào mà mình thấy được thì mình mới đăng clip cho các bạn xem.
thì mình cũng chia sẻ để các bạn thấy hiệu quả thì các bạn áp dụng thôi. Cái quan trọng là cái hiệu quả để giúp cho bà con mình nuôi đạt thôi chứ. Mình áp dụng tất cả những mô hình của mình, những thứ nào mà có hiệu quả thì mình mới chia sẻ cho bà con coi. Đó. Bạn thấy ốc hôm nay cũng vẫn còn ăn khỏe mạnh nè, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Cái quan trọng là trời mưa làm dày móc mà nó không chết đó, là cái đó là mới quan trọng nha mọi người ha. Móc thì vẫn khỏe bình thường đó, nước thì nó cũng khá là trong lại luôn nè. Nó còn nước đây nè, nó có nước với bèo các bạn. Mình thì nói chung thì mình không có giấu nghề nha mọi người. Nói chung là mình làm được cái gì có hiệu quả thì mình đưa lên clip để cho mọi người xem, mọi người cùng nhau tham khảo coi mình có thể áp dụng được cho mặt áo của mình thì mình áp dụng thôi chứ. Có nhiều bạn ở đây nè, mọi người thấy nè, nó khá là bự nè, đang bắt cặp luôn nha mọi người. Mọi người thấy không? Này nó mang trứng nè, bố mẹ bự rồi mọi người. Ốc này đó nó bắt cặp tận tình sao đẻ nha mọi người. Số này thì nhỏ hơn, số này mình thả 2-3 lứa tại do là ốc mình nuôi khi mình bán mỗi đợt ốc nó dư cái bỉnh thì mình mới thả xuống thôi. Mọi người thấy ốc vẫn bình thường không ảnh hưởng gì hết. Rất là nhiều ở dưới bèo luôn nha mọi người. Nước thì mọi người thấy nè, nước gì là được nè mọi người. Nó có dưới bèo rất là nhiều luôn, thì vài ngày nữa nước nó trong lên thêm nữa. Hôm nay nó được vậy là êm lắm rồi đó. Mưa quá hổm nó tràn luôn mấy cái này luôn nha mọi người, nó ngập lên luôn. Thì mọi người thấy mỗi lần mà có mưa lớn á, mọi người cứ xài ure đi. Mình xài tốt thì các bạn cũng xài được thôi nè. Bình thường nha, không có con nào chết hết. Qua một cái đợt mưa này phải nói là khủng khiếp luôn mọi người. Mưa lớn lắm lớn luôn, đám nào đám nấy là mấy cái mưa này nó tràn hết luôn á. Tràn ra ngoài luôn. Nước nó tràn lên hai bên má đục như nước cơm. Thì hôm nay mọi người thấy ốc không có bị gì hết. Nếu mà không có cái biện pháp mà mình xử lý sớm là ốc chết nha mọi người. Nó có một số người ta cũng để bèo đầy giống gì luôn nè, mà mưa ốc là vẫn bị chết. Người ta cũng điện hỏi mình này nọ này kia là mình cũng chỉ cho người ta. Thì nói chung cái nào hiệu quả thì mình chỉ nè, chứ mình không có giấu giếm nghề luôn. Nói chung là cái kinh nghiệm thì mình cần phải học hỏi thêm. Mọi người thấy nè, ốc bắt cặp rất là nhiều luôn ha. Mọi người thấy là bình thường ha, ốc bình thường không có sao hết. Điếu miếng này không ở hết sức luôn mọi người. Bèo của mình cũng khá là dày hôm nay mình sẽ chiết ra bớt nữa để giờ chống lại tí nha, dày quá không êm. Mọi
mọi người thấy rất là bình thường ha. Là tất nhiên là mình áp dụng được thì mọi người cứ áp dụng theo mình thôi. Mình đã gãi quá hả, mình làm clip cho mọi người xem là cách đây một tuần rồi đó. Hơn tuần, 10 ngày nay thì bình thường. Da của mình rất là dày. Dày lắm dày. Người thấy ốc không? Rất là nhiều luôn. Miếng mít lỗm lỗ luôn mọi người. Nước của hôm nay mọi người thấy êm lắm. Trong không? Ốc á. Dày quá không đáng mất được luôn. Rồi. Ốc này mang trứng luôn nha. Rồi đến đây mình xin kết thúc video nha mọi người. Thì mọi người xem video của mình thấy hữu ích thì mọi người áp dụng theo mô hình của mình. Mọi người ủng hộ mình bằng cách like và nhấn chuông đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì mình cũng chia sẻ cập nhật những cái điều hữu ích đến cho mọi người áp dụng để mình cùng nhau phát triển trong cái nghề nuôi ốc bươu đen luôn ha. Thì đến đây thì mình xin kết thúc video. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo ha.